Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Toyota Sienna 2021 phiên bản cao cấp nhất Platinum Hybrid có giá bán hơn 4 tỷ đồng tại Việt Nam, sở hữu các trang bị tiện nghi đắt tiền hàng đầu trong phân khúc. Toyota Sienna Platinum Hybrid 2021 được nhiều gia đình khá giả tại Việt Nam yêu thích bởi kiểu dáng thời trang, có thêm nhiều công nghệ và tiết kiệm nhiên liệu hơn thế hệ cũ. Dù không quá phổ biến tại Việt Nam, phân khúc xe minivan kiểu Mỹ vẫn có đối tượng khách hàng riêng, với những đại diện lắp ráp trong nước như Kia Sedona cho đến xe nhập Mỹ như Honda Odyssey, Dodge Caravan và mới đây nhất là Toyota Sienna 2021 hoàn toàn mới. Dù mới tung ra thị trường toàn cầu vào cuối năm 2020, Toyota Sienna thế hệ thứ tư đã sớm xuất hiện tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu bởi doanh nghiệp kinh doanh xe không chính hãng, hiện đã cập bến Việt Nam với số lượng nhất định. Điểm đặc biệt là những chiếc Toyota Sienna 2021 đầu tiên về Việt Nam đều thuộc phiên bản Platinum cao cấp nhất, có giá khởi điểm hơn 51.000 đô la Mỹ tại Mỹ. Kích thước dài, rộng, cao của xe tương ứng 5.085 x 1.811, chiều dài cơ sở 3.030 mm. So với đời cũ, Sienna 2021 có ngoại hình sắc sảo và thanh thoát hơn khá nhiều. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ và đèn pha thông minh, bộ la răng kích cỡ 20 inch, được phát triển trên nền tảng TNGA-K, tương tự các mẫu xe Camry, Highlander, Venza hay Lexus S mới. Với kích thước dài và rộng hơn, Toyota Sienna 2021 trông bề thế dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào. Phía sau đuôi xe thiết kế khá vuông vức để tạo ra nhiều không gian cho khoang hành khách và khu vực chứa hành lý. Nội thất Toyota Sienna 2021 có thiết kế đơn giản nhưng vẫn giữ được sự hiện đại, cao cấp, với màn hình 9 inch đặt nổi trên táp lô và bệ tì tay rộng rãi, hoàn thiện gỗ bắt mắt. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu nhiều tiện nghi như cửa sổ trời cho hai hàng ghế, sạc điện thoại không dây, ghế bọc da và chỉnh điện. Phiên bản Platinum sở hữu nội thất màu nâu khá sang trọng và cao cấp, vô lăng bọc da, nhiều chi tiết ốp gỗ, khu vực người lái nhiều tính năng hạng sang như điều hòa tự động, phanh tay điện tử, sạc không dây, cửa sổ trời, cổng sạc 120V, camera 360 độ. Không gian bên trong Toyota Sienna 2021 rộng rãi ở cả 3 hàng ghế. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2 có tựa tay, đỡ chân và lồi đi ở giữa. Trong khi đó, hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí. So với Kia Sedona, Toyota Sienna 2021 có hàng ghế thứ 2 nhiều tiện nghi hơn, phục vụ hành khách nhiều hơn. Đây vốn là ưu điểm của những chiếc Toyota Sienna thế hệ cũ, từng nhập về Việt Nam trước đây. Tất cả phiên bản Toyota Sienna 2021 đều sử dụng động cơ hybrid, bao gồm động cơ xăng 2.5L4 xi lanh có công suất 186 mã lực và 2 hoặc 3 motor điện tùy hệ dẫn động FWD hay AVWD cho tổng công suất 243 mã lực, đi kèm hộp số F. Một số trang bị an toàn đáng chú ý trên Toyota Sienna 2021 gồm có gói Toyota Safety Sense với các tính năng phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo, kiểm soát hành trình thích ứng và 10 túi khí. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Mm-hmm.